Chiều ngày 3 tháng 1, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử đồng thời tuyên phạt Bùi Văn Hải, 49 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, 13 năm tù giam và Trần Tấn Vũ, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, 12 năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Hải đã rủ Vũ cùng lên các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước để trộm cắp tài sản. Nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng bảo vệ, Hải đã mua một nón, áo bảo hộ lao động, giả làm công nhân của công ty Prewell, lẫn trốn vào trong công ty để trộm cắp tài sản. Khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2022, Vũ và Hải đến trước cổng chính công ty Prewell. Vũ đứng chờ ở phía ngoài, còn Hải mặc đồ bảo hộ lao động đi vào trong khuôn viên công ty mà không bị lực lượng bảo vệ phát hiện. Khi đến khu ký túc xá của người nước ngoài, Hải nhìn thấy cửa một phòng của một người đàn ông Đài Loan, 53 tuổi, khép hờ, nên đã lén lút vào trong, tìm kiếm và lấy trộm 480 triệu đồng, 7.463 đô la Mỹ và 35 tờ tiền ngoại tệ khác. Sau khi trộm thành công, Hải và Vũ đã chia nhau. Khi biết bị mất trộm, người đàn ông Đài Loan đã đến cơ quan công an trình báo. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2022, cả hai đã bị công an bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.